Con kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng chí cao, đấng đáng được tôn ngợi giữa muôn dân muôn nước, đấng mà chúng con đang tôn thờ và ngợi khen Ngài. Chúng con biết ơn Chúa vì chúng con được làm con của Ngài. Hơn thế nữa, Ngài cũng ban cho chúng con được ơn được người khen đấng tạo hóa của chúng con. Chúng con tin rằng Đức Chúa Trời chúng con vui lòng khi thấy chúng con mở miệng ra tôn hô danh của Chúa. Bởi vì nếu chúng con không làm việc đó thì đất và đá nó sẽ thay của chúng con. Vì chúng con thì chúng con sẽ không còn được cơ hội đến với Chúa nữa. Cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay anh chị em chúng con có thì giờ để chúng con ngồi lại với nhau để tiếp tục danh của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con môi miệng của người ngợi khen, ban cho chúng con tấm lòng của người ngợi khen, ban cho chúng con giọng ca của người ngợi khen, để tất cả những gì chúng con thực hiện trong buổi tối hôm nay đều dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời sự ngợi khen tôn vinh trong cảm ơn Chúa. Con dâng chương trình hôm nay cho Chúa, xin Ngài ở với chúng con từ giờ đầu đến giờ cuối, đừng qua khỏi chúng con, cho chúng con miệng hát lòng hòa theo nữa. Con tạ ơn Ngài. Nhân nhân Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa đã sống muôn bề bao năm và cứ sống điều vang ý nghĩa.
làm lòng con. Chúa ơi, ngay giờ này làm lòng con để con say mê Ngài. Đừng đời tâm tôi mịt mù, lại thay ơn Chúa sâu rộng vô biên, Ngài luôn luôn mơ đó tôi là nơi cắm chân tôi đời nào quên ước bên Ngài. Bằng tình yêu ơi nhận lòng tôi mời, Ngài luôn luôn mơ đó, Ngài đêm giấc giấc tôi. Oh.
Theo như ban tổ chức cho tôi thì có 4 cái bài hát ở đây được ghi lên luôn rồi. Nhưng mà quý vị sẽ không bao giờ biết được cái gì ghi trong gì đâu, là tôi đọc tôi cũng không thấy nữa. Yeah. À, thì đương nhiên sẽ không bao giờ không thấy đâu. Làm biết không, biết bài gì không? Chịu. Thấy không rồi. À, ở đây thì trong này có ban tổ chức đã cắt ra rồi. À, cho nên chúng ta sẽ đúng, à, đúng ra thì không sẽ. À, bây giờ vậy mục sư sẽ đổ ra cho bên đây. Rồi bây giờ thì tùy quý vị, bây giờ là cứ 1 2 3 4 nha. 1 2 3 4 là cái thứ tự đây. Từ bên này qua bên phải qua, bây giờ quý vị sẽ chọn một cái đi nha. Thôi bây giờ quý vị chọn số đi. Ôi sao lại chết rồi. Rồi nó rớt cái gì đâu rồi. Cái túi nào đang mở? Đây.
À, bây giờ quý vị chọn tôi sẽ, số là tôi giữ, còn quý vị cứ chọn số. Nha. Không đưa tôi sẽ đổ ra. Nha, bây giờ quý vị đây tôi sẽ nhắm này, 1 ở trên 1 2 3 4 xuống rồi. Bây giờ bên đây chọn số mấy? Dạ. Số 2 là số 2 rồi. Rồi đây đây. Lấy cái tờ giấy đi, à, tờ giấy. Không, không phải là nó đi về đấy, chứ nó không chờ đâu. Số 2 ha, chọn số 2. Đây, phải diễm lên. Rồi bên đây chọn số mấy? Bên đây chọn số mấy? Còn còn 1, 3, 4 đây. Còn 1, 3, 4. 3, 4. Bây giờ chọn số 1 rồi. Rồi, okay. À, bây giờ có thể là chơi thế này. À, quý chị em sẽ xếp là xong. Và bên nào nói là được xong rồi là sẽ hát cái bài mà mình thấy cái chữ này nha. Đồ đây, kéo nó bay. Chị tắt cái quạt đi, tắt cái quạt đỡ đi. Quay, quay vào đằng nào trong. Quay vào đằng trong. Quay vào trong. Để cho nó tạt, đúng rồi. Từ 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 từ, chưa mà. Chưa đúng được nữa. Chưa. Đã làm một lượt, chứ mình nói làm một lượt kìa. Ok, chưa. Nhưng mà con sư nói bắt đầu là... Rồi, rồi, để xuống. Làm bài nhỏ dữ vậy. Nó nhỏ nhỏ vậy mới ghê. Bắt đầu nè, sắp bên này chuẩn bị chưa? Rồi, chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Trời ơi, Nhiễm ơi, gì đâu mà mới học chúa luôn dẫn lối. Đúng rồi. Nhiễm ơi, Nhiễm ơi, Nhiễm ơi, Nhiễm ơi. Cái bác bên này là của cô cầm cái bọc đó luôn. Nó có chừng là bốc lũm à, đừng bốc lũm nha. Chúc tán. Chú không được luôn, chú chờ đâu. Chứ không có chữ chờ. Không có này. Lên lật hết chữ lên. Sao phải nhớ lên trước để mà mình biết. Ở bên nó 6 người, bên đây có 5 người à. Hả? À, nói cho đúng nè, nói sai là bị ao á. Bây giờ quý vị chọn cái cuối phương án cuối cùng của mình là gì? Là... Mấy chỗ này là những gì camera đó. Đứng gần những cô thương. Có chữ dẫn này. Đuổi hình bất chữ. Tấp hồi cái đừng có le lưỡi liếm ra liếm mắt chữ. Rồi chọn đi, chọn mình chia tay đi. Ok. Rồi bên đây nghe. Rồi ok rồi. Có chữ lời kia lời dân tán dương. Ừ. Rồi đúng rồi. Rồi cứ hát. Này dân lời tán dương, ở đây dân lời. Rồi bây giờ bên hát trước đi. Thôi từ từ để xong sư lấy chị đàn đã. Rồi. Phải xong. Rồi đúng rồi. Chị đàn chị đi ráp xong đi chị chứ. Rồi xong với chị. Ở bên đây tìm cái bài này. Rồi xin đứa này cho chị đàn. Bài này bài gì? Dâng lời tán dương. Không, bên kia, bên kia. Không, không, không. Trước cho nó đàn cho nó. Rồi, trước cái đấy đó con mình. Bài bài gì? Bài này bài gì? Còn khao khát này. Không, cái này là người đến sao? Cho nên mình sẽ hát sao? Đây, các bạn đây. Đây, con khao khát ngài. Dạ. Rồi lại à bên kia đây ạ. À? Bên kia đó, rồi. Rồi, bên đây hát, bên đây hát mục sư nghe để mục sư chấm cho mình hết các bạn. Rồi. Rồi. Lạy Chúa con khao khát ngài, bàn trái tim chân thành, đứng đây chân trong đêm này. Lạy Chúa con khao khát ngài, bàn hết ta ơn này, dễ dối xin ngài nhận lấy.
cảm ơn Chúa thì cả hai đều có những cái điểm mạnh. Điểm mạnh ở đây là mạnh hay là nhiều người? Bên này là điểm mạnh ở đây là tuy ít người nhưng phải cố gắng hết sức. Nhưng mới đầu nó hơi lộng cộng một chút. Hơi lộng cộng một chút thôi, không sao. Như vậy thì đêm này điểm A bên này, cái điểm đây là A trừ. Nhưng mà bây giờ vì tinh thần yêu mến Chúa cho nên cộng cho mỗi được thêm được một điểm. Thì bên này là A cộng, bên này là A. Bởi vì đây là đi tìm ra sau. Như vậy thì trước mặt Chúa mình là đều là A hết. Nhưng mà chúng ta có biết rằng lòng của mình ngợi khen Chúa là Chúa nghe. Và mình không có phải là dân chuyên nghiệp. Cho nên tất cả chúng ta đều được Đức Chúa Trời cho một điểm A cộng hết. Amen. Rồi, rồi bên này A cộng, bên này A cộng. Rồi, cảm ơn Chúa. Chị lấy rồi này. Chữ này chữ gì? Duy. Từ chữ ngày. Lên mấy ngày? Nhiều đó là có một bài. Đây đây đây. Chị tìm đã hỏi gì ngày. Hát qua từng hát cho anh kia. Mình hát chữ kia là rối. Cho nên lớn cái chữ là đây. Thấy căng thẳng quá. Căng thẳng quá. Bên đây chữ to hơn nè. Bên đây chữ to. Thấy không, bên đây chữ to nhưng mà lại bên đây chữ nhỏ lại là... Bà dễ. Đi xem một vài cho đi. Bà dễ quá. Có nhạc không? Cần nhạc không? Không cần ạ. Hai, ba. Khi xem muôn vòng có tay Thiên Chúa sáng tạo Chúa yêu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời mày qua đây, mày người đàn ông đây, yeah. Ôi, có dòng nước đâu, cho cái tô.
từ khắc khô dòng nước. Cho tự to gì vậy hả? Mày mở lên kia, mở lên. Khắc khô dòng nước nha. Khắc khô. Khắc khô dòng nước có từ không cô Diễm? Có từ giờ không có à? Bài gì nào nhờ cô? Cảm ơn Chúa. Thì bên tám làng lên nửa cân. Nhưng dù vậy thì phải có cái điểm thứ nhất là tất cả chúng ta đây là đây hát cộng đồng ma, đây nghiệm ma. Bởi vì đây hát đều, đây hát không đều, nhưng mà đây có múa phù họa. Bên này có múa phù họa nữa. Nhưng mà đó thì tất cả đều đi ma hết. Nhưng bên này điểm tìm ra trước. Rõ ràng đúng không? Đêm này tìm ra trước. À, cho nên là sẽ được A cộng, còn bên này A, điểm A thôi. Như vậy thì bên này sẽ là đạt được giải nhất sau hai lần thi. Thì bên này trỗi hơn bên này, bên kia một chút. Như vậy thì chúng ta thấy là cảm ơn Chúa vì tất cả mọi điều Chúa ban cho. Rồi bây giờ sẽ đến thì giờ phát thưởng chưa? Hay là đợi đằng sau nữa? Phát thưởng. Phát thưởng theo... À. Rồi bây giờ bây giờ tôi sẽ đưa ra một cái mỗi bên một chủ đề sau trong vòng 15 giây. Quý vị sẽ có một bài hát liền. Không tôi không cần biết chưa có nói đến hay dở, nhưng mà sẽ có một bài hát liền. Bên nào có bài hát trước thì bên đó sẽ được điểm. Đây là kết luận luôn, được chưa? 15 giây thôi. Bên đây hát xong là bên kia phải có bài hát khác đó. Không. Tôi đưa hai cái chủ đề khác nhau. Chủ đề bên nào tìm ra được bài hát trước thì bên đó thắng. Dạ. Rồi bây giờ cho chủ đề bên này là chữ Giê-xu.
À, bên này là tình yêu. Bên này mới nói tình yêu, hát tình yêu nhưng mà nó không có tròn một bài. Phải hát cho nó phải có một cái câu đầy đủ một bài chứ mới nói tình yêu thương rồi rất là này tình yêu thương của Đức Chúa Trời không vấn đã được không lối nào phụ vượt mọi ngôi sao cao ngất thiên đàng sâu ơn hoa ngủ thâm thâm vô cùng. Nhưng mà đã sai. Này tình thương yêu không phải yêu thương. Này ra. Tình yêu. Không có gì là biết là yêu. Yêu thương là đúng không sao? Dạ. Chủ đề. Đó đúng cái từ, đúng cái từ. Dạ. Đi bài cuối cùng thì bên này bạn đứng bạn thắng hơn. À. Rồi, mình okay. Xin phép thua. Rồi. Đây là giải nhất của chương trình người ca. Con là ngọt ngào bánh tê. Quà của Chúa ban cho chúng con ạ. Rồi, bên này là không được nhưng mà cần phải đi đi xe. Rất là tuyệt vời. À, dù cho hát không hay nhưng mình cũng được được về bên đây. À, cảm ơn Chúa là cũng có một cái phần quà nhỏ nhỏ gửi đến anh chị em. Cho nên là giờ mời những ai tham gia thờ phượng Chúa đứng lên mới diễn cho món quà nhỏ nhỏ. Dạ. Dạ. Đủ tiền cho liền trường hợp anh chị này là một gia đình đúng không thì sẽ có một cái này nhưng mà sẽ có một cái phần quà nhỏ thì theo là giống như là hai chị sẽ một cái sữa dưỡng ẩm da mặt nhưng mà tôi một cái phần quà nhỏ nữa. Dạ. Rồi đúng rồi, trả đầu cái người lớn tuổi nhất phải chứ. Dạ. Cái này là dưỡng ẩm. Rồi bây giờ tặng cho cô.